Xin chào các bạn đã đến với chương trình Lan Bercu TV, và câu chuyện bắt đầu từ một bảng giá trên Internet một tiểu thương tại chợ Hoa Nam ở Trung Quốc liệt kê 112 mặt hàng với những thú rừng còn sống và thịt rừng như cáo, cá sấu, chó sói, kỳ nhông, rắn, chuột, chim công, nhím lạc đà. Thú rừng mà họ mới giết mổ, họ bán tươi sống hoặc là bán đông lạnh, và còn quảng cáo là giao hàng tận nơi. Và chính nơi đây là nơi có những điều rất là kỳ lạ xảy ra, đó là một số nhân viên ở chợ bắt đầu bị một cái bệnh rất là kỳ lạ nhiễm đến đường hô hấp của họ. Bắt đầu là những nhân viên ở trong chợ và những người buôn bán trong chợ bị một căn bệnh rất là lạ, căn bệnh hô hấp cấp tính. Và chính nơi đây, chợ hải sản Hoa Nam ở trung tâm thành phố Vũ Hán này đã trở thành trung tâm điểm truyền thông cho các ủy ban y tế quốc gia Trung Quốc. Và vào ngày 22 tháng Giêng là họ xác nhận virus, một loại virus rất là mới, virus corona. Virus này được đặt tên là 2019-nCoV và nó gây ra bệnh viêm phổi. Nó gây ra bệnh viêm phổi lạ là một thuộc chủng corona vốn đã gây ra dịch hội chứng hô hấp tính rất là nặng, giống như là anh chị em của bệnh SARS và bệnh hội chứng hô hấp Trung Đông MERS mà chúng ta đã biết. Và bây giờ thì nó hơi khác đi, nó biến tướng một tí và nó trở thành rất mới và có tính lây lan khá là cao. Và cơn bệnh này đã bùng phát là do bắt đầu từ ở chợ này. Nhiều loài động vật hoang dã vẫn được tiêu thụ rộng rãi ở Trung Quốc cùng với các nước ở châu Á khác, và mọi người vẫn còn tin rằng là thịt cầy hương và dơi có lợi cho sức khỏe, cho nên như các bạn đã biết là có những cái món như là món súp dơi được ăn vào những ngày lễ Tết, dù là chưa có những cái bằng chứng khoa học là nó sẽ tốt gì đó. Có lẽ là do hệ miễn nhiễm của dơi rất là tốt thì mọi người nghĩ là ăn vô con dơi này thì người mình nó cũng mạnh khỏe như con dơi. Và chính con dơi đã sản sinh ra cái bệnh SARS năm 2003 và cướp đi sinh mạng của gần hơn 650 người Trung Quốc và đại lục Hồng Kông. Và SARS này đó cũng được tìm thấy trong con cầy hương bày bán tại các chợ động vật hoang dã. Các nhà khoa học tin rằng virus từ dơi đã lây truyền nhiễm cho các loài động vật khác, rồi lây cho cầy hương. Rồi khi mà chúng ta là con người, chúng ta ăn nó thì chúng ta bị lây lan qua cái đường thực phẩm, là khi mình ăn những động vật hoang dã đó. Trong nỗi sợ đó, chính phủ Trung Quốc đã ra lệnh cấm ngay ngôi chợ này tại Hoa Nam, và chợ này đã bắt đầu đóng cửa kể từ đầu tháng Giêng. Và trong lúc đó thì các nhà khoa học trên thế giới cũng như ở Trung Quốc cùng nhau cố gắng tìm ra được chính xác cái tên của cái loại vi khuẩn mới này là gì, bằng cách là họ nghiên cứu cái cấu trúc di truyền của cái con khuẩn này trong những cái mô của những người đã bị bệnh nhiễm. Các bạn đã xem qua cuộc phỏng vấn giữa tôi và bác sĩ James Lee ở Hoa Kỳ, thì các bạn cũng thấy rằng là tới ngày hôm nay là chúng ta xác nhận được rằng cái loại vi khuẩn này là cùng anh em họ hàng với, giống như vi khuẩn SARS, nhưng mà nó mới và nó biến tướng hơn một tí xíu, cho nên rằng cái hệ miễn dịch của cơ thể chúng ta chưa biết phải đối kháng và hành xử như thế nào. Cho nên nếu như cơ thể nào mà đủ mạnh thì không làm nó quật ngã, nhưng cơ thể những người nào yếu hơn thì sẽ làm cho nó quật ngã. Và đó là lý do các bạn thấy cái tỷ lệ mà người chết lớn tuổi, trên 60 tuổi rất cao hơn rất nhiều. Còn những người trẻ thì cái miễn dịch và cái kháng thể nó tốt hơn, cho nên là cái khả năng mà bị chết nó không có cao như vậy. Chúng ta đã xác định nó là con vi khuẩn gì, và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về nó các bạn nhé. Chúng ta sẽ không có nói quá sâu xa về khoa học, nhưng mà chúng ta sẽ một cái kiến thức phổ thông chung mà tất cả chúng ta nên biết. Và tôi rất là thích cái cách giải thích của tiến sĩ Nguyễn Hồng Vũ. Tiến sĩ đang là người nghiên cứu về ung thư ở viện City of Hope ở California. Thì các bạn thấy nhìn trên cái hình ở đây, các bạn thấy bên tay phải đó là cái con virus corona. Các bạn thấy những cái gai ở ngoài của nó không? Nhìn nó rất là giống một cái vương miện đâm ra ngoài đó. thì tiến sĩ mấy ví nói cho chúng ta dễ hiểu rất là hay, giống như là những cái chìa khóa. Thì con virus đó nó dùng những cái chìa khóa đó để nó đâm vào, nó tấn công vào nhà của chúng ta. Nó lấy cái chìa khóa đó, nó tấn công vào nhà của chúng ta, tức là vào cơ thể, tế bào của chúng ta. Thì virus từ động vật, theo tiến sĩ thì virus có thể lây sang người. Không phải dễ nhưng mà vẫn có khả năng. Thông thường thì virus không thể tự ý được đâu, tại vì nó phải có chìa khóa nó mới vô nhà mình được. Chúng ta có thể hình dung như tiến sĩ nói là virus của con dơi thì có chìa khóa để vô tế bào nhà của dơi. Virus của người thì mình có chìa khóa để vô tế bào của người, phải đúng chìa khóa, đúng ổ mới vô được. Thì chìa khóa mà virus dùng thường là các loại protein trên bề mặt của chúng. Trong trường hợp corona này đó, thì đó là cấu trúc, các bạn thấy nhìn nó giống như cái vương miện, hay là nhìn trong tiếng Anh ta gọi là virus spike glycoprotein. Vô nhà mình thì nó tùy tiện sử dụng những cái vật dụng trong nhà và nó muốn nhân bản nó lên để nó mạnh lên, đúng không các bạn? Và nó nhân bản lên như vậy thì nó làm cho mình sốc một tí xíu, gây bệnh nhẹ nhẹ. Thường chẳng hạn như cái cảm cúm đi, mình nhẹ nhẹ, thí dụ như mình thấy một cái cảm sốt thông thường, hơi nóng nóng, rồi ho, khạc này nọ, xách xì rồi cũng qua đi, cũng hết, cũng vài ngày. Tôi có mấy đứa con nhỏ, thường là tới những mùa lạnh là nó bệnh như vậy, thường bệnh cảm rất thường xuyên. Thì cũng tương tự như vậy đối với các virus có vật chủ là động vật, như con chim, con dơi, con chồn, con rắn. Không dễ mà mình lấy cái chìa khóa của mình vô nhà người ta được, làm sao được, đúng không? Phải đúng cái ổ, đúng chìa. Nhưng hiện tượng mà đôi khi vẫn có sự lây chéo của virus từ động vật sang người và xảy ra khi các chủng virus của người và động vật có cơ hội gặp nhau và trao đổi các chìa khóa cho nhau. Điều này làm tôi nhớ tới có những lúc tôi dùng cái chìa khóa của mình mà không biết làm sao nữa, tôi qua bên nhà hàng xóm, ổng nói là ổng nhờ tôi vô mở cửa nhà ổng giùm, thì ổng quên đưa cho tôi chìa khóa, thì ổng nói thôi cô thử dùng chìa khóa của cô thử coi. Thế là tôi lấy cái chìa khóa của tôi mở thử, vậy mà chìa khóa nhà của tôi mở được cái cổng vô sân sau của ông ta. Đó, cho các bạn thấy đôi khi vẫn có trường hợp là chìa khóa nhà mình vẫn mở cửa được người khác, gọi là chéo đó, trao đổi đó. Điều này xảy ra khi nào? Khi người ta ăn thịt những con động vật mang virus, như các bạn đã thấy. Và các bạn biết rằng Trung Quốc họ có cái phong tục là ăn súp dơi rất là quý, họ thích ăn súp dơi. Các bạn thấy như hình ảnh như thế này. Gia đình của người bạn của tôi mới kể xong là có nuôi một đứa em, một đứa học sinh du học ở Trung Quốc đang qua học và ở sống nhà của bà. Và nó cũng kể cho bà nghe là nó nói là bé đó nói là tụi con thích ăn súp dơi hoài hả? Nghe dễ sợ không các bạn? Mà đây là nhà giàu nha, con nhà giàu đi qua bên Mỹ du học đó, có kiến thức rất là giàu và có tiền, chứ không phải là người quê mùa không hiểu biết đâu. Thì nhất là khi mà ăn sống hoặc là ăn không nấu chín kỹ, thì hiện tượng này trong khoa học gọi là tái tổ hợp nữa, thì nó sẽ tạo ra cái chủng mới mang hai loại chìa khóa cho cả người và động vật. Lúc này có thể nhiễm dễ dàng vào tế bào của con người. Đó là những cái lời giải thích rất hay của tiến sĩ Nguyễn Hồng Vũ. Và do chúng ta có một cái virus rất là lạ đối với người, và cái cách hành xử nó thông thường trong tế bào động vật có thể quá mức đối với sẽ phải ứng thử xử như thế nào, thì thường chúng ta sẽ bị dễ mắc bệnh, bởi vì mình không biết ứng xử như thế nào. Vi khuẩn là một sinh vật đơn bào phát triển mạnh trong nhiều loại môi trường khác nhau, và một số thì có thể sống trong môi trường đặc biệt, như là hoặc là rất là nóng, hoặc là rất là lạnh. Và theo như nghiên cứu của tôi cũng được biết á, là cái virus mà corona này thì nó hoạt động mạnh ở môi trường rất lạnh thôi. Còn nóng thì nó không có mạnh mẽ bằng như vậy đâu, cho nên các bạn mà ở xứ lạnh, hiện giờ là mùa đông á, thì nhiều nguy cơ hơn là ở xứ nóng. Và một số con thì sống cộng sinh trên cơ thể con người, thí dụ như sống trong ruột nè, và giúp cho chúng ta tiêu hóa thức ăn, nhiều khi là giúp chúng ta tăng cường hệ miễn dịch nữa các bạn. Và hầu hết á, thì những cái vi khuẩn chung quanh chúng ta là không có gây hại cho chúng ta. Như các bạn thấy mình đang sống ở đây, ông bác sĩ James cũng nói, chung quanh ông ta mỗi ngày là đầy vi khuẩn hết. Và chúng ta sống cũng vậy, hít thở và khi mình ngủ vi khuẩn cũng đầy chung quanh, nhưng mà nó không có làm mình bị bệnh, cũng không làm mình chết. Chỉ có một số cái ngoại lệ, thí dụ nho nhỏ như nó có thể gây bệnh cho cái người mà rất là yếu, như là người bị bệnh lao, hay bị viêm họng, bị đường ruột, tiết niệu vân vân. Còn cái đó là nói về vi khuẩn. Thì còn virus thì tiếng Anh gọi là virus thì khác một tí, đó là nó nhỏ xíu, nó rất là nhỏ và nó không phải là một tế bào có đầy đủ các bào quang để sống một mình, sống độc lập, mà nó phải sống nhờ vào một chỗ khác, phải có ai đó làm chủ cho nó, gọi tiếng Anh gọi là host, làm chủ để nó bám vào đó nó sống. Thí dụ như tế bào của con người chúng ta hay là của một loại thực vật hay động vật nào đó, thí dụ như là con dơi hay là con rắn, thí dụ nó phải nhờ vào những cái con đó chứ nó không sống một mình được. Nhờ vào đó thì nó mới nhân lên rồi nó phát triển ra. Thì nếu không có một cái tế bào của người khác, thực vật động vật khác thì nó sẽ chết. Thì khi con virus này xâm nhập vào cơ thể mình, nó xâm nhập vào tế bào của mình và nó sẽ chiếm lĩnh lấy cái bộ máy tế bào của mình và nó sẽ chuyển hướng của mình, thay vì là phục vụ cho mình thì lại phục vụ cho nó để giúp cái bản thân cái con virus đó. Nó giống như là nó ăn cắp cái buồng lái của mình, máy bay của mình. Thay vì mình muốn bay từ, ví dụ tôi nói ví dụ tôi đang muốn bay từ tiểu bang Georgia đến Cali, thì có con virus này nó xâm nhập vào buồng lái của tôi, nó sẽ khống chế buồng lái và nó bắt tôi, thay vì tôi bay từ Cali bay đến từ Georgia bay đến Cali thì nó bắt tôi bay từ Georgia đến New York, thí dụ như vậy. Nó chuyển hướng để phục vụ cho mục đích của nó. Do vậy tôi cũng có hỏi bác sĩ James đó, và tôi cũng bị hơi sai cái này, là mỗi lần mà thấy con, nhất là vào mùa lạnh, là hai con nhỏ hay ho đó, bây giờ trong nhà là có người đang ho nữa đây, đang ho rồi bệnh rồi sổ mũi đó, bị cúm như vậy rồi ho khúng khắng, thấy sổ mũi nhức đầu lạnh này nọ, dẫn đến bác sĩ không cho gì hết. Mình rất là bực mình, nhưng mà bây giờ mình mới nói chứ cho con đại trụ sinh đi, kháng sinh đại đi, cho con uống cho nó giật một cái nó hết liền. Nhưng mà bây giờ mình mới hiểu là tại sao bác sĩ không cho, bởi vì kháng sinh là chất có tác động lên sự sống của vi khuẩn, tác dụng lên sự hình thành màng tế bào, ví dụ như là ampicillin hay là penicillin, amoxicillin này nọ, hoặc là tấn công lên cái sự tổng hợp protein của vi khuẩn. Nhưng mà khi mà con mà bị bệnh mùa lạnh, bị bệnh mà bệnh cúm, bệnh influenza như vậy đó, thì nó được tấn công bởi virus chứ không phải vi khuẩn. Cho nên nếu mà uống kháng sinh vào thì chẳng có giúp được gì cả. Thì tại sao chúng ta cách ly người bệnh? Bệnh mà khi mà chúng ta theo chuyên gia là tiến sĩ Nguyễn Hồng Vũ của Viện Nghiên cứu Ung thư City of Hope ở California, thì như các bạn thấy đó, bệnh do mà nhiễm virus corona đó, loại virus đó là loại virus nó không tự sống một mình được, nó phải bám víu vào cơ thể của một động vật khác, thí dụ như là con dơi, con chim, con cú hay là con rắn, và nó sẽ tự hết đi khi mà có nói giống như là anh chị em với lại bệnh cảm cúm vậy, bệnh SARS vậy. Nhưng mà vì nó quá mới cho nên cơ thể và hệ miễn dịch của mình không có biết đối xử và ứng xử và phòng vệ và đánh lại nó như thế nào, cho nên mình bị yếu, và mình yếu quá là mình bị chết. Nhưng mà khi mà hệ miễn dịch nó vào trong cơ thể mình đủ lâu, hệ miễn dịch của mình nó nhận biết được và nói thằng virus corona này là nó như thế này, thì mình sẽ biến ứng như thế nào. Thì khi hệ miễn dịch của cơ thể chúng ta biết được sự hiện diện của nó và biết cách tấn công lại những cái tế bào bị nhiễm, thì cái virus này từ từ nó sẽ tự nó chết. Tiếng Anh nó gọi là sẽ tự nó die out, và mình sẽ không bị cái dịch này. Bởi vì cái tế bào miễn dịch của mình nó sẽ càng ngày nó càng mạnh hơn, nó làm quen, nó biết cái nước đi, nó biết cái con cờ của con virus corona rồi. Và tới cuối kỳ là coi như là cái virus kia nó sẽ bị tiêu diệt bởi cái hệ miễn dịch, cái kháng thể của chúng ta. Do vậy, một trong những cái cách mà hiệu quả nhất để mà ngăn chặn cái nạn dịch này mà tôi thấy hiện giờ các nước đang chủ động làm rất là tốt, và tôi vô cùng ấn tượng với đất nước Việt Nam của mình luôn. Đó là chúng ta biết cách rất nghiêm khắc cô lập lại hết những người, những nhóm người mình nghi, dĩ nhiên là đặc biệt là những cái người mà mắc bệnh rồi. Để làm chi? Thứ nhất là mình biết họ để mình hỗ trợ, mình điều trị cho họ. Mà cái điều quan trọng hơn đó, cái điều quan trọng vô cùng hơn đó là không để cho cái virus đó nó có cái cơ hội tiếp tục lây lan sang cho người khác. Tại vì sao các bạn biết không? Khi mà nó ở trong một người bệnh nó, đúng không? Rồi người bệnh nó bị cô lập trong một cái phòng đó một mình, và chiến đấu giữa cái virus đó với người đó, thì khi mà người bệnh nó được khỏe rồi và cái hệ miễn dịch của mình, cái kháng thể mình đóng được với giết nó, và nó nằm trong phòng của mình và nó tự nó chết luôn, và cái đại họa của mình sẽ không còn. Tại vì nó không thể sống một mình được, nó phải bám vô một cái cơ thể nào khác. Cho nên nếu như nó được bị cô lập trong đó thì là nó sẽ tự chết. Nhưng khi mà nó ở bên ngoài, nó thao túng, thí dụ như người này khỏe rồi, nhưng người này khỏe rồi nó lại bay, nó nhảy qua người khác, thì tại tiếp tục nó lại sống bám trên cơ thể những người khác. Nó dĩ nhiên là nó không có khả năng tự sinh sống, cho nên nó tìm mọi cách nó lây và nó bám vào những cái cơ thể của những người khác, thì sẽ lây lan và sẽ rất là nhiều cái vấn đề xảy ra. Cho nên khi mà được cô lập như vậy thì những người bệnh sẽ dễ được hồi phục, và cái khả năng mà chúng ta tiêu diệt nó rất là cao. Vì thế trong cái tình trạng hiện nay thì các bạn thấy các hãng hàng không, những cái nơi mà vận chuyển qua biên giới này nọ, dễ dàng truyền tải bệnh, những cái nơi chất chứa dễ ủ bệnh như là trong cái buồng kính của hàng không, của máy bay vân vân. Những cái nơi đó là những cái nơi đã bắt đầu là giảm nhẹ và hầu như cắt những cái đường bay từ Vũ Hán, từ Trung Quốc qua lại, cắt cả biên giới. Nói chung là mình nên cô lập. Cho nên rằng nếu như ai mà cảm thấy mình hơi nghi, mình có vấn đề, các bạn hãy gọi điện thoại và đi đến trung tâm để được cách ly ngay. Đó là cái cách mình giúp cho mình trước, và mình giúp cho gia đình, đất nước và cộng đồng của mình. Cách ly để cái con virus này nó bị cô lập, nó không có đường nào nó chạy, nó không có đường nào lây lan. Miễn dịch của mình đánh nó, được điều trị đánh nó và nó chết luôn, nó không kịp bay nhảy qua người khác. Đây là một trong những cái điều mà vô cùng quan trọng mọi người nên nhớ. Và những video sau tôi lại tiếp tục chia sẻ những cái thông tin chính xác, khoa học được rút ra, được suy ra, những lời khuyên từ các chuyên gia, các bác sĩ. Nhà là chúng ta cùng nhau đoàn kết, ý thức giữ gìn cho cả cá nhân, giữ gìn cho gia đình, và chúng ta lo lắng, chúng ta quan tâm, nhưng đừng hoảng loạn, đừng gieo rắc những cái nỗi sợ không cần thiết, hù dọa người khác, gây rất nhiều tổn thương không cần thiết về mặt kinh tế, tinh thần vân vân. Tôi hy vọng cùng nhau chúng ta sẽ tiêu diệt được kẻ thù coronavirus này.